Lẩu tự sôi là một trong những cái tên thu hút của nhiều bạn trẻ trong thời gian qua, không cần nấu mà vẫn có thể chín. Thế nhưng đồ ăn tự sôi liệu có thể gây nổ, gây hại cho sức khỏe của chúng ta hay không? Và đâu là sự thật? Xin chào các bạn, mình đang có đây là hộp lẩu tự sôi mình mua được. Giá thì cũng có nhiều loại, dao động từ 120 đến 200 nghìn. Không hề rẻ xíu nào phải không nào? Hãy cùng mình khám phá bên trong hộp này có những gì, tại sao nó lại có thể tự sôi và tự chín nha các bạn. Và đây là những cái gói thức ăn chế biến sẵn ở bên trong. Bản chất của chúng cũng không khác gì những cái sản phẩm ăn liền khác đâu các bạn ạ. Hết rồi à? Có gói tạo nhiệt đâu? Wait a minute. À, đây rồi. Giấu chi mà kỹ thế nhỉ? Gói trắng trắng này chính là gói tạo nhiệt đấy các bạn. Chỉ cần cho gói này vào hộp và đổ thêm 100 ml nước lạnh sẽ xảy ra phản ứng sinh nhiệt, làm nóng thực phẩm theo dạng hấp đấy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá xem trong gói này có những gì nhé. Và đây là những thứ có trong gói hóa chất tạo nhiệt dưới kính hiển vi. Thành phần chính của gói tạo nhiệt này bao gồm có natri carbonat, bột sắt, bột nhôm, bột than cốc hay là vôi sống nữa. Chỉ cần đổ nước lạnh vào là nhiệt độ của nó có thể lên tới 150 độ C dựa vào phản ứng hóa học để giải phóng nhiệt đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào để xem có gì xảy ra nhé. Uầy này, chúng nó đang phản ứng với nhau và sôi sùng sục, còn nổi cả bong bóng luôn các bạn ạ. Thật ra thì phương pháp này đã từng được áp dụng trong quân đội để giúp những người lính có bữa ăn nhanh chóng và thuận tiện nhất. Tuy nhiên thì đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi các bạn ạ. Vì loại thức ăn này cũng không khác gì quả bom hẹn giờ, vì chúng có thể gây ra cháy nổ, gây bỏng nếu chúng ta sử dụng không đúng cách. Hơn nữa, tất cả những cái nguyên liệu ở trong hộp lẩu này đều là thực phẩm chế biến sẵn, dinh dưỡng của chúng cũng không cân đối, lại có chất béo và muối thường ở ngưỡng khá là cao nữa. Chuyên gia cũng khẳng định thực phẩm này có thể gây ung thư đấy các bạn. Chưa kể tới việc những hóa chất trong gói tạo nhiệt này không tan hoặc là không bốc hơi hết sẽ gây ngộ độc nếu như chúng ta ăn phải đấy. Túm váy lại thì phương pháp này được đánh giá là an toàn. Tuy nhiên với các sản phẩm Trung Quốc đang tràn lan thì chúng ta rất khó để có thể kiểm định được chất lượng của những gói hóa chất cũng như là chất lượng nhựa và thức ăn bên trong. Nếu như các bạn muốn sử dụng thì hãy lựa chọn những cái sản phẩm uy tín cũng như đảm bảo đúng kỹ thuật khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho chính mình nha các bạn. Vậy là chúng ta đã đi hết video ngày hôm nay rồi. Nếu như thấy video hữu ích thì các bạn hãy like và share cho nhiều người được biết. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.